Chiến thần sở Bắc Lạc Mai chương 121 dù người này có là em trai ruột của mình Còn Lý Hải Đông ở bên cạnh nghe thấy lời này Kinh sợ đến cả mặt cũng trắng nhợt Nhìn em trai không ra hồn kia Nếu ánh mắt có thể giết người thì e rằng Lý Hải Bắc đã bị đâm nghìn đau rồi Bốp, một cái tát thật mạnh Không hề báo trước đã đánh vào mặt Lý Hải Bắc Khi ông ta ngã xuống đất Dấu tay đỏ như máu nhìn thấy rất rõ Cái thằng vô dụng này, súc sinh, sao mày không đi chết đi? Audio điện tử võ tấn bền. Lý Hải Đông thật sự bị dọa sợ rồi. Tên khốn này to gan đến thế nào, không những cướp vị trí của con gái thần tướng Trân Quốc. Mà còn dám mắng con gái thần tướng là con hoang nữa á. Muốn chết thì cũng đừng liên lụy đến nhà họ Lý chứ. Anh, em, cậu ta. Sờ gương mặt nóng rát, Lý Hải Bắc lập tức ngây người. Trong lòng lại có chút không phục, Ông ta muốn biết, sở bắc là ai. Ông ta không muốn bị tát vô cớ, trong tình trạng không hiểu nổi như vậy. tâm miệng, Lý Hải Đông gầm lên, ngắt lời, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tên vô dụng này, tao đang cứu chú mày đấy, có hiểu không? Nói xong, quay người qua, khẽ khom người với sở bắc. Cậu sở, hai người này xử lý thế nào, chỉ cần cậu nói, giết hay đánh, tôi tuyệt đối không lên tiếng can thiệp. Lý Hải Đông vừa dứt lời, Lý Hải Bắc và Trương Phục Hưng đã trừng to mắt, đầu óc trống rỗng. Để nịnh nọt sở Bắc, mà Lý Hải Đông lại không tiếc xiết bọn họ. Giờ hai người họ mới thật sự ý thức được lần này chỉ sợ đã gây ra họa lớn rồi. a, à, cách ông dùng hay đấy, chỉ tiếc là dùng nhầm nơi rồi. Sở Bắc cười như không cười, chỉ liếc một cái là đã nhìn thấu mánh lưới của Lý Hải Đông. Khổ nhục kế, không dùng được với anh. Cậu sở, tôi tuyệt đối không có ý này thằng em trai không ra hồn này của tôi, nếu đã không có mắt, thì cậu cứ giết nó, tôi cũng sẽ không đau lòng, đỡ gây rắc rối cho tôi cả ngày. Lý Hải Đông nghiến răng, lập tức đi ra ngoài. Ông ta có thể đi đến bước đường ngày hôm nay không chỉ dựa vào nhà họ Lý. chương 122 nghe có phần chói tai, người anh trai này của mình có thể làm được bất kỳ chuyện gì. Những chuyện này đều là do Trương Phục Hưng tự mình làm, em chỉ đánh tiếng mà thôi, không liên quan gì đến em em nói sai rồi, em tự vả miệng, cầu xin anh, cứu em đi. Lý Hải Bắc nước mắt nước mũi chèm nhèm nói. Nói rồi ông ta cứ liên tục tự tát vào mặt mình. Bốp bốp, cái sau mạnh hơn cái trước. Hai bên mặt sưng lên, bộ dạng vừa nhếch nhác vừa buồn cười. Xếp Lý, không có như ông nói, nếu không phải bị ông sai khiến thì sao tôi làm ra loại chuyện này. Tai họa đến thì mạnh ai nấy chạy. Thấy Lý Hải Bắc vừa mở miệng đã bán đứng mình, Hiệu trưởng Trương nổi giận, mặc kệ mọi thứ. "Chủ tịch Lý, những chuyện này đều là do ông ta suối tôi làm, nếu không tôi nào có gan đó. Nếu ông không tin, tôi còn lịch sử trò chuyện đây, tôi." "Đủ rồi." Lý Hải Đông không muốn nghe thêm nữa bèn quát lên, suýt nữa gần như không thở được. "Hãm hại lẫn nhau đều phải trả giá. Sao ông ta lại có một đứa em trai như vậy được chứ? Thật đúng là mất mặt." Bốp 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 một tràng tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên nghe có phần chói tai sở bắc nhẹ nhàng vỗ tay nụ cười trên môi khiến người khác cảm thấy không thể khó nắm bắt được suy nghĩ của anh hôm nay trường mầm non này cũng đã giúp tôi được mở mang tầm mắt đấy lý hải đông sợ hãi vội vàng bày tỏ lập trường của mình cậu sở cậu bớt giận tôi đang giúp cậu dạy dỗ lại bọn họ tuyệt đối sẽ cho cậu câu trả lời thích đáng thế nhưng sở bắc lại xua tay Chương 123 một tên mù có thể làm gì được mình. Thanh Vũ hơi cúi người chào Sở Bắc. Sở Bắc gật đầu nói, trường mầm non này đã mục nát lắm rồi, lập tức xây lại đi. Phải tránh, không được làm bọn trẻ bị thương. Vâng. Thanh Vũ đá, sau đó quay đầu lại vung tay lên. Ra tay đi. Cô vừa dứt lời, mọi người đều rơi vào im lặng. Ngoài Sở Bắc, tất cả đều nhìn nhau. Rốt cuộc Sở Bắc muốn làm gì? tôi đã cho ông cơ hội nhưng đáng tiếc hai sở bắc khẽ lắc đầu với trương phục hưng dường như đang cảm thấy hơi tiếc có một số người trí nhớ tốt luôn là điều xa xỉ trương phục hưng ngây người không đợi ông ta phản ứng lại thì một tiếng rầm chấn động trời đất vang lên gần như phá hủy ý thức của ông ta chỉ thấy mười mấy chiếc máy xúc lái đến mục tiêu chính là trường mầm non động tĩnh quá lớn khiến mặt đất hơi rung chuyển cậu cậu muốn làm gì Trương Phục Hưng lắp bắp nói, chỉ tiếc là không có ai trả lời ông ta. Trong trường bất kể là học sinh hay giáo viên, lúc này đều chạy hết ra ngoài, lùi về đằng xa. Ừm, uhm, thấy trong trường không còn ai, cuối cùng cần cẩu của máy xúc cũng tiến hành hoạt động. Mặt đất dường như cũng rung chuyển theo, cát bụi vô tận bay tứ tung, đầy trời. Hơn 10 cái máy xúc hoạt động cùng lúc, chỉ 5 phút ngắn ngủi, sân trường vốn dĩ được xây dựng sang trọng đã trở thành một đống đổ nát đến khi cắt bụi lắng xuống, cả sân trường yên tĩnh đến cực độ. Bầu không khí như ngưng động lại. Trường 124 nhưng sao tên mù này lại biết rõ như thế? Trường mầm non không còn nữa rồi. Chức vụ hiệu trưởng của ông ta còn ý nghĩa tồn tại gì nữa? Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Cậu có tư cách gì làm như thế? Trương Phục Hứng khàn giọng nói. Đây là sự kiên cường cuối cùng của ông ta. Lý Hải Bắc ngẩng phát đầu lên, Ông ta cũng muốn biết suốt cuộc Sở Bắc có thân phận gì? Có tư cách gì? Sở Bắc khẽ cười, bình tĩnh cười. 6 năm trước, Sa đằng huy động 300.000 binh lính tập trung tại Hồ Bắc Thiên, lập bia danh giới, ý đổ xâm chiếm Sơn Hà Long Quốc. Tôi dẫn quân giết sạch một trận chiến tiêu diệt 260.000 tên địch, tổn thất gần 6.000, thương vong 5.324 người. Chúng bị tiêu diệt hoàn toàn, phá hủy bia danh giới, bảo vệ được non nước Long Quốc sở bắc hơi ngẩng đầu lên như đang nhớ lại, mà cũng như đang tự lầm bầm. Mà bây giờ các ông lại ý thế bắt nạt người khác, ép buộc trành lấy vị trí của con gái tôi. Trường này tại sao lại có cách xử trí không công bằng? Mỗi một câu, giọng sở bắc càng trở nên lạnh như băng. Đó như một hồi chuông cảnh tỉnh mọi người. Bất kể là Trương Phục Hưng hay anh em Lý Hải Đông, lúc này cũng sửng sốt. Mặt mày cứng nhắc như thể xi măng vụn vỡ, trận chiến sông Bắc Thiên là một bước ngoặt định mệnh của Long Quốc năm đó. Đại quân Sa đằng đánh lén, có ý đồ vượt qua sông Bắc Thiên để chặn đánh ngay cổ họng của Long Quốc. Sau đó đánh thẳng vào Yên Kinh, tấn công vào sâu Long Quốc. Cả Long Quốc gần như đã đến nước sinh tử tồn vong, cực kỳ nguy hiểm. Vào thời khắc quan trọng là thần tướng Trấn Quốc đã đứng lên cứu đất nước. Dẫn đầu 200.000 quân sĩ bác giã chiến đấu 10 ngày ở sông Bắc Thiên, khiến đại quân Sa đằng thất bại liên tiếp phá hủy bia danh giới mà Sa Đằng tự lập ra, cứu Long Quốc thoát khỏi biển lửa. Nghe nói lúc đầu cả con sông Bắc Thiên đều trở thành màu đỏ của máu. chương 125, ông cứ làm theo ý ông đi. Điều đó dường như là không thể nhưng lại là khả năng duy nhất có thể xảy ra. Lẽ, lẽ nào cậu là? Lý Hải Bắc nhìn sở Bắc, cả người run lẩy bẩy. Muốn xác nhận lại thân phận của sở Bắc, nhưng bốn chữ thần tướng Trấn quốc lại nặng như Thái Sơn không thể nào nói ra thành lời được. Trương Phục Hưng cũng thế, há hốc miệng nhìn sở bắc. Ông ta muốn biết câu trả lời. Sở bắc cũng chỉ ôm con gái không nói gì. Mà Lý Hải Đông lại thở dài, vừa cố ý vừa vô ý gật đầu. Bùm! Cả người Trương Phục Hưng ngã xuống, hồi lâu sau vẫn không đứng lên được. Trong mắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. Lý Bắc Hải hóa đá. Con người phóng lớn, cuối cùng bị tuyệt vọng nuốt chừng. Tên mù láo sược, Ngông Ninh chỉ là một tên nhà quê trong mắt họ, thế mà lại là thần tướng chân quốc. Hai người không biết nên vui hay nên sợ nữa. Có thể sống đến bây giờ đã là sự ban ơn của Sở Bắc rồi. Nhạt nhẽo, Sở Bắc nhẹ nhàng lắc đầu. Anh chỉ muốn cho con gái đến để học, chứ không phải gặp nhiều phiền phức như vậy. Anh đã không muốn xảy ra ẩu đả, nhưng ở đây lại có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu như hôm nay người đứng đây là Lạc Tuyết. E là cô đã phải chịu thiệt rồi. Cậu sở, cậu." Lý Hải Đông tiến tới một bước, thận trọng nói. "Ông cứ làm theo ý ông đi." Sở Bắc không thèm nhìn ông ta lấy một cái, chỉ nắm lấy tay con gái rồi xoay người rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 126, nhà họ La. "Từ nay về sau ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, nếu cậu còn dám gây chuyện thì tôi sẽ lột ra cậu ra." "Còn ông nữa, cút khỏi đây ngay." tôi dám chắc sẽ không có một ngôi trường nào ở Tân Hải này dám tuyển ông đâu, ông nên chuẩn bị để đi ăn xin suốt quãng đời còn lại đi. Lý Hải Đông chừng mắt nhìn Trương Phục Hưng, như thể muốn giết người đến nơi vậy. Nếu ông ta đến không kịp thì cả nhà họ Lý đã bị bọn họ làm liên lụy rồi. Bố ơi, trường học không còn nữa rồi, sao Tâm Nhi đi học được? Trên đường về, Vũ Tâm nghiêng đầu hỏi với vẻ nghiêm túc. Đương nhiên bố sẽ tìm cho con một nhà trẻ khác rồi sở bắc mỉm cười gật đầu ôm con gái vào lòng ngay cả khi anh không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể đi được một cách bình thường ưm ừ, bố là tuyệt nhất rất nhanh hai bố con đã đến phía dưới khu phố cả hai còn chưa kịp lên lầu thì mẹ vợ chu cầm đã hốt hoảng chạy ra sắc mặt lạc tuyết đứng phía sau cũng hết sức khó coi mẹ ngay khi lạc vô tâm nhìn thấy lạc tuyết lập tức xà vào lòng mẹ lạc tuyết rất lo cho con gái Cô chỉ ôm chặt lấy cô bé mà không hề lên tiếng. Ngược lại, Chu Cầm lại trừng mắt nhìn Sở Bắc. Còn ngây ra đó làm gì, mau đi gọi taxi đi. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sở Bắc nhẹ giọng hỏi, anh có thể nhận ra được Lạc Tuyết và Chu Cầm đang cảm thấy bất an. Chương 127 xem ra hôm nay không thể giảng hòa nổi rồi. Trong ánh mắt cô hiện lên chút thất vọng. Cậu chủ nhà họ La bị phế thì cũng coi như cả nhà họ La bị vả mặt. Bọn họ không đến gây chuyện đã là tốt lắm rồi. Vậy mà còn muốn người ta đến xin lỗi nữa ư? Đúng là hoang đường. Sao còn đứng ngây ra làm gì? Mau lên xe đi. Chu Cầm chặn một chiếc taxi lại, nhìn thấy Sở Bắc vẫn đứng ngây ra đó, lập tức quát. Tôi cảnh cáo cậu, lát nữa gặp người nhà họ là tốt nhất nên biết điều một chút, nếu cậu dám làm liên lụy tới tôi thì cậu chết chắc rồi đấy. Khi lên xe, Chu Cầm vẫn không ngừng chửi bới lạc tuyết chỉ ôm con gái không hề lên tiếng nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi chỉ mong nhà họ la sẽ nể tình xưa đừng làm gì quá đáng chẳng mấy chốc xe đã đến căn nhà cổ của nhà họ la chu cầm giống như trái cà tím héo cố ý cúi đầu rồi đứng ra phía sau sự kiêu ngạo lúc trước đã hoàn toàn biến mất lạc tuyết thở dài đi về phía trước trong lòng không khỏi căng thẳng đừng lo sẽ không sao đâu sở bắc nhẹ nhàng an ủi, khóe miệng vẫn luôn hiện lên ý cười. Cả gia đình bốn người bước vào đại sảnh, vừa nhìn qua đã thấy La Vạn Sơn ở chính giữa. Còn ông hai La Vạn Thủy đang đứng bên cạnh. Đằng sau là những thế hệ tiếp theo của nhà họ La. Tất cả người nhà họ La đều đã có mặt đầy đủ. Nhìn thấy thế trận trước mắt, Lạc Tuyết có chút hoảng loạn. Xem ra hôm nay không thể giảng hòa nổi rồi. Tại sao nửa ngày trời mới đến, đây là thái độ của các người ư? Chương 128 Lạc Vinh Quang vội vàng thẻ thốt. Lạc Mai này đúng là không biết rút kinh nghiệm. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đến xin lỗi nhà họ La đi. Thấy cháu gái không hề nhúc nhích, giọng của Lạc Vinh Quang liền đanh lại. Ông nội, cháu thấy có ai đó không thèm xem ông ra gì nữa rồi. Lạc Mai tiếp tục nói, sau đó hướng về phía Lạc Tuyết và Sở Bắc, trong mắt lóe lên sự thâm độc. Sở Bắc cho dù mày có bị mù thì chắc vẫn nghe được ông nội nói gì nhỉ còn không mau quỳ xuống xin lỗi nhà họ la chẳng lẽ các người muốn hại chết chúng tôi luôn hay sao lạc mai nói luôn một lèo hoàn toàn không thấy có gì đó la vạn sơn và la vạn thủy ở sau đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc đúng là đau tim chết đi được đường đường là thần tướng trấn quốc mà phải quỳ xin lỗi bọn họ sao nếu mà để suy nghĩ thì có hai năm cũng chưa đủ anh Lạc, thực ra chuyện này. La Vạn Sơn vội vàng đứng lên muốn giải thích, nhưng hành động này lại khiến cho Lạc Vinh Quang càng thêm sợ hãi. Ông La, chuyện này tuyệt đối không được, đừng lo, hôm nay tôi sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng. Lạc Vinh Quang vội vàng thề thốt. Hai anh em nhà họ La đích thân đến hỏi tội, nếu không khéo thì e là nhà họ Lạc cũng sẽ bị liên lụy. Sở Bắc, còn ngây ra đó làm gì? Mày định bắt tao đích thân ra tay hả? À? Còn mày nữa, Lạc Tuyết, nếu mày còn không biết điều thì hôm nay coi như tự tay mày giết người thân của mình đấy. Để khiến cho La Vạn Sơn nguôi giận, Lạc Vinh Quang không thiết điều gì cả. Chưa kịp nói hết lời đã bị chen ngang, La Vạn Sơn vừa tức vừa lo lắng. Ông ta muốn giải thích, nhưng khi nhìn thấy sở bắc thì chẳng còn chút dũng khí nào. mươi 129 nếu không sẽ lớn chuyện mất. Lạc Mai lập tức ngắt lời, còn không quên đổ dầu thêm lửa. Còn mày sở bắc đừng tưởng là tao sẽ vì tình nghĩa năm năm qua để cầu xin cho mày công gia công tư gia tư nếu mày còn lương tâm thì mau tự giác đi đừng để gia đình bọn tao phải gặp họa lạc mai vô cùng kiêu ngạo người không biết còn tưởng ả à là chủ trì ở đây nhưng sở bắc vẫn hết sức bình tĩnh anh ngẩng đầu khóe miệng hơi nhếch lên cô có thể hỏi thử ông ta có thể chịu được lời xin lỗi của tôi không ngay khi nghe xong, người đứng đầu gia tộc như La Vạn Sơn lập tức chết khiếp. La Vạn Sơn và La Vạn Thủy đều run như cầy sấy, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống đất. Đùa à, cả Long Quốc này. Ai có thể chịu nổi một lạy của thần tướng Trấn Quốc chứ? Tổn thọ, mất thôi. Sắc mặt cả hai xa sầm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tát chết Lạc Mai. Thế nhưng biểu cảm của bọn họ lại bị Lạc Mai và Lạc Vinh Quang nhìn thấy. Đó là biểu cảm của sự tức giận. Có vẻ nhà họ La đang rất bất mãn với thái độ của Sở Bắc và Lạc Viết. Bọn họ sắp nổi điên rồi ư? Sắc mặt Lạc Mai cũng thay đổi ngay lập tức. Không được, phải nhanh chóng làm cho Sở Bắc đầu hàng mới được, vậy thì mới có thể dập tắt cơn giận của người nhà họ La. Nếu không sẽ lớn chuyện mất. Sở Bắc, tao hỏi mày lần cuối, mày có quỳ xuống hay không? Nếu mày không chịu thì đừng trách bọn tao không khách khi Chương 130 có một sự kỳ quặc nào đó ở đây còn chu cầm ở sau chỉ nghiến răng cúi đầu thực sự rất muốn giết sở bác ngay lúc này cái tên quạ mổ diều hâu tha này lẽ nào muốn cả nhà bọn họ chết chung mới vừa lòng ư lúc này sở bác đột nhiên ngẩng đầu lên đôi mắt dưới cặp kính râm giống như vực thẳm nhìn chằm chằm về phía lạc vinh quang vợ và con gái chính là vảy rồng của anh rồng có vảy ngược đụng vào ắt chết nếu ông ta không phải là ông nội của lạc tuyết thì bây giờ ông ta đã chết rồi sở bắc tên mù rác rưởi này mày còn dám nhìn bọn tao sao ngay khi lạc mai nhìn thấy thái độ của sở bắc liền lập tức chế nhạo nếu mày đã muốn chết thì không thể trách tao được hôm nay mày có không muốn thì vẫn phải quỳ nói xong ả à đột nhiên quay đầu nhìn về phía la vạn sơn ả à ta lập tức chuyển sang vẻ su nịnh ông la đừng giận ông yên tâm hôm nay nhất định sẽ im mồm ngay cho tôi đến lúc này la vạn sơn không thể chịu đựng thêm được nữa nhìn thấy mình có cơ hội nói ông ta lập tức quát lên a à, lạc mai giật mình cả người choáng váng đương nhiên không chỉ có mỗi ả cảm thấy như vậy lạc vinh quang vốn đang định nói giúp mấy câu cũng như chết lặng nhìn thấy la vạn sơn tức giận ông ta cũng chỉ đành ngồi lại còn lạc tuyết và chu cầm vốn đang tái mét đột nhiên cảm thấy kinh ngạc chuyện gì thế này là Vạn Sơn đang nổi điên với Lạc Mai ư? Là vì bọn họ sao? Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 131 không phải gia chủ nhà họ La uống nhầm thuốc đấy chứ? Có vẻ như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Ông La, ông, ý ông là? Một lúc sau, Lạc Mai mới định thần lại, run rẩy nói. Tôi bảo cô câm miệng, cô không nghe thấy sao? Bốp sau tiếng gầm của la vạn sơn là tiếng tát giòn giã vang lên lạc mai ngay lập tức bị tát ngã xuống đất ửng đỏ cả một bên má trông vô cùng rõ trong phút chốc tất cả mọi người đang có mặt đều bị sốc nếu lúc nãy có ai vẫn không chắc vậy thì bây giờ đã rõ mồn một rồi la vạn sơn thực sự đang tức giận với lạc mai nhưng tại sao ông ông làm gì vậy lạc mai ôm lấy một bên má nóng rực cả người như muốn phát điên à một mực muốn sở bắc quỳ xuống xin lỗi, nhưng không ngờ người gặp xui xẻo lại chính là mình. Tâm nghiệp, nếu cô còn nói thêm một chữ nào nữa, tôi sẽ cắt lưới cô. La Vạn Sơn giận đến mức lồng ngực căng lên, hai mắt trợn trừng. Sau khi mắng Lạc Mai xong, liền quay sang Lạc Vinh Quang. Còn ông nữa, ông nghĩ mình là cái thá gì, có thể đại diện cho bọn tôi sao? Đồ ngốc, ông suýt chút nữa hại chết tôi rồi. Sắc mặt Lạc Vinh Quang lập tức tái mét. Ông ta đường đường là gia chủ nhà họ Lạc, hơn nữa cũng đã ngoài sáu bảy chục tuổi. Nhưng La Vạn Sơn lại không hề nương tình, khiến cho mặt mũi ông ta hoàn toàn mất sạch. Nhưng lúc này, trong lòng Lạc Vinh Quang lại càng thêm ngờ vực. Ông ta không thể nào hiểu nổi tại sao La Vạn Sơn lại làm như thế. Chương 132 nhưng tại sao lại có thể? Cậu sở, chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không hề có ý đó. Là hai kẻ này cố tình đoán giả đoán non thật sự không liên quan gì đến tôi cả xin cậu đừng hiểu lầm tôi la vạn sơn cúi đầu thấp giọng nói ông ta gần như khóc lên để bảo vệ cơ nghiệp của nhà họ la ông ta đã nhanh chóng tập hợp tất cả con cháu trực hệ của mình để đích thân đến xin lỗi sở bắc nhưng ông ta không thể ngờ hai kẻ ngu ngốc lạc vinh quang và lạc mai lại cho rằng mình đến đây để hỏi tội không những bị vu khống mà còn bị lấy danh dự để áp chế sở bắc nếu như sở bắc nổi giận thì ông ta sẽ chết oan mất mọi thứ đều yên lặng yên lặng hơn bao giờ hết la vạn sơn vừa dứt lời mọi người liền há hốc mồm kinh ngạc sau đó lại nhìn sang sở bắc đúng là khó tin la vạn sơn chính là người nắm quyền của một gia tộc hạng hai hơn nữa hai ngày trước sở bắc không chỉ phế đi con trai của ông ta mà còn vả vào mặt cả nhà họ la nhưng bây giờ la vạn sơn lại phải nhún nhường một tên mù hay sao lạc vinh quang và lạc mai ngơ ngác nhìn sở bắc và la vạn sơn thậm chí còn nghi ngờ bản thân có bị ảo giác hay không chuyện chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy chu cầm bất giác lẩm bẩm cảm thấy não mình không thể nào thông nổi lạc tuyết cao mày kinh ngạc nhìn sở bắc lúc trước khi chuẩn bị đến đây sở bắc đã nói rằng có thể nhà họ la sẽ đến để xin lỗi nhưng khi đó cô hoàn toàn không để tâm, thậm chí còn cho rằng đó là điều viễn vông. Nhưng bây giờ, Lạc Tuyết hoàn toàn dối bời. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều do sở bắc sắp đặt ư? Nhưng tại sao lại có thể? Bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có chút áp lực. chương 133, ý của ông là đang uy hiếp tiểu tuyết ư. Lời nói không chút kiêng rè của sở bắc lập tức khiến cho cả nhà họ lạc ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng La Vạn Sơn đang run bần bật lập tức hiểu ra ngay. Ông ta đột ngột quay người lại, nhìn về phía Lạc Tuyết, ngay lập tức quỳ xuống. "Cô Lạc, chuyện xảy ra lúc đó là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi không nên ép cô cưới đứa con trai ngu ngốc của tôi. Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi cô, xin cô hãy tha thứ cho nhà họ La của tôi." La Vạn Sơn gần như bò trên mặt đất, giọng nói của ông ta cũng vô cùng hèn mọn. La Vạn Thủy và đám con cháu nhà họ La thấy vậy đều lần lượt quỳ xuống. Bọn họ cứ thế nhìn chăm chăm vào lạc tuyết như thể cô là ngọn đèn sáng có thể cứu bọn họ vậy. Nhưng đó là sự thật. Sở Bác đã nói về nó hai hôm trước. Chỉ cần lạc tuyết chịu tha cho bọn họ thì nhà họ La mới có thể sống. Chuyện này, ông La, ông làm gì vậy? Lạc tuyết xứng sờ, cô nhìn đám người nhà họ La đều đang quỳ, trong lòng không biết phải làm thế nào lạc vinh quang và lạc tuyết cùng lần lượt hít sâu một hơi ngay lúc này cả bọn họ cũng không biết được lý do tại sao la vạn sơn và cả nhà họ la không phải bị úng não đó chứ ông la ông đứng lên đã có chuyện gì từ từ nói lạc tuyết nhanh chóng bỏ con gái xuống sau đó đỡ la vạn sơn dậy nhưng la vạn sơn nào dám đứng dậy ông ta càng cúi đầu thấp hơn nữa cô lạc nếu cô không tha thứ cho chúng tôi thì tôi sẽ không đứng dậy tôi sẽ quỳ cho đến khi cô chịu tha thứ mới thôi. Chuyện này, Lạc Tuyết chẳng hiểu gì, cô đưa tay ra, hoàn toàn không biết phải nên làm thế nào. chương 134, xin cảm ơn ông La. La Vạn Sơn sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, vội vàng đứng dậy, lắc đầu như lia lịa. Cậu sở tôi thật sự chỉ muốn xin lỗi cô Lạc thôi. Cô Lạc, chỉ cần cô có thể tha thứ cho nhà họ La, cho dù cô có bất kỳ yêu cầu gì, La Vạn Sơn tôi sẽ bất chấp mọi giá. Câu này tưởng chừng như đang nói với Lạc Tuyết, nhưng thực ra là để cho Sở Bắc nghe. La Vạn Sơn chỉ mong giữ được mạng trước cơn giận của thần tướng trấn quốc mà thôi. Còn lại không dám mong muốn gì hơn. Sở Bắc không trả lời, chỉ nhìn về phía Lạc Tuyết. Tất cả đều do cô quyết định. Sự sống còn của nhà họ La đều nằm trong tay Lạc Tuyết. Nhìn thấy Lạc Tuyết vẫn im lặng, La Vạn Sơn tức đến nghẹn họng cả đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của người nhà họ La. Trong một phút ngắn ngủi, La Vạn Sơn như đã nhìn thấu. Cuối cùng, Lạc Tuyết khẽ thở dài, sau đó lên tiếng. Ông La quá lời rồi, hai nhà chúng ta căn bản cũng không có quá nhiều ân oán. Còn chuyện của trước đây thì coi như chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi. Còn về vết thương của cậu chủ La, là do đáng đời tên xúc sinh đó, cô Lạc xin đừng để tâm đến nhìn thấy lạc tuyết chịu bỏ qua lúc này la vạn sơn mới thở phào nhẹ nhõm ông ta lập tức lên tiếng để xua tan những lo lắng của lạc tuyết nếu không phải do tên xúc sinh la huy cứng đầu dây phải sở bắc thì nhà họ la làm sao phải đến bước đường này hơn nữa cho dù có cả chục nghìn lá gan thì ông ta cũng không dám hỏi tội sở bắc xin cảm ơn ông la nghe thấy vậy lạc tuyết cũng thở dài nhẹ nhõm Chương 135 sao không đi hỏi La Vạn Sơn đi. Đến lúc này, La Vạn Sơn mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù nhà họ La đã mất đi thế lực, nhưng may là bọn họ vẫn giữ được tính mạng. Cút đi. Ngay khi Sở Bắc thốt lên, La Vạn Sơn hoàn toàn không dám ở lại nữa. Ngay cả nhìn Lạc Vinh Quang cũng không dám, cứ thế mà rời đi. Toàn bộ đại sảnh lại rơi vào im lặng. Nhưng hiện tại, đừng nói là Lạc Mai hay Lạc Vinh Quang ngay cả lạc tuyết cũng chẳng hiểu gì. Mọi thứ đều quá khó hiểu. Sở bắc, suốt cuộc là mày đang dở trò gì vậy? Sau một lúc, lạc mai mới bình tĩnh trở lại. Ả à bị tắt hai cái, tức đến mức phổi như muốn nổ tung. Sau đó chỉ tay về phía sở bắc. Suy cho cùng thì cũng chỉ do sở bắc mà ra. Suốt cuộc đã có chuyện gì? Lạc vinh quang nghiêm mặt, ông ta đã bị mất thể diện trước mặt nhiều người nên vô cùng phẫn nộ nhưng ông ta lại càng muốn biết đã xảy ra chuyện gì hơn la vạn sơn không phải đến để hỏi tội sao nhưng cuối cùng tại sao lại thành ra xin lỗi lạc tuyết rồi hơn nữa ông ta còn rất nghe lời sở bắc không đúng chắc chắn phải có gì đó vụt cả lạc tuyết và chu cầm đều nhìn chăm chăm vào sở bắc có gì đó rất kỳ lạ nhưng sắc mặt sở bắc lại không hề thay đổi anh thậm chí còn không cau mày dù chỉ một lần chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của con gái. Có chuyện gì sao? Sao không đi hỏi La Vạn Sơn đi? Mày! Audio điện tử võ tấn bền. chương 136, cậu chủ dương, mời ngồi, đừng khách sáo. Sở bắc thậm chí còn tệ hơn cả rác rưởi Mỗi hành động của anh đều là sự ô nhục của nhà họ lạc. Nhưng từ cảnh tượng vừa rồi, kết hợp với những sự kiện mấy ngày trước, ông ta thực sự đã nhìn nhầm, Chẳng lẽ Sở Bắc thực sự có thân phận khác sao? Nhưng năm năm qua, tại sao anh lại chọn cách che giấu nhẫn nhịn? Không chỉ ông ta, mà ngay cả Lạc Tuyết cũng cảm nhận được. Từ hôm chữa bệnh cho con gái đến hôm nay, cô dần cảm thấy Sở Bắc có gì đó bí mật mà cô không thể nhìn thấy được. Cậu chủ Dương, đây là nhà họ Lạc, mời vào. Ngay lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Nham đang cúi đầu, tỏ ra nịnh nọt. Một thanh niên trẻ sải bước tiến vào nhà họ Lạc. Tiểu Nham, đây là... Lạc Vinh Quang không thèm để ý đến sở bắc nữa, liền đứng dậy chào hỏi. Chưa kể thanh niên này còn kiêu ngạo, khí chất bất phàm. Hơn nữa dựa vào thái độ của Lý Nham với cậu ta, thân phận người này nhất định không tầm thường. Cậu chủ dương, mời ngồi, đừng khách sáo. Lý Nham không thèm trả lời, đích thân mời người thanh niên ngồi xuống lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lạc Vinh Quang với vẻ cao ngạo. Ông nội, Tiểu Mai, đây là cậu chủ Dương, Dương Xuyên. Phù, ngay khi vừa dứt lời, cả đại sảnh liền vang lên âm thanh hít sâu một hơi. Nhà họ Dương rất có chỗ đứng ở tỉnh Lị, ngay cả ở Tân Hải cũng không ai mà không biết đến. chương 137, khá đột ngột nên mong ông cụ đừng để ý. Anh đợi một lát, tôi đi rót trà cho anh. Lạc Mai đã thay đổi vẻ ngoài trước đó, trở thành một tiểu thư khuê các có vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Tự mình đi rót trà, không cần nói cũng biết rõ ý tứ nịnh bợ của ả à ta. Chu cầm đứng ngoài cửa nuốt nước bọt, ánh mắt phát sáng. Đây là cậu chủ nhà họ Dương, là người mà bình thường cũng không có tư cách được gặp. Đây là cơ hội tốt. Tiểu tuyết, con còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau chào cậu chủ Dương đi. Chu cầm đè nén vui mừng của mình, nhỏ giọng thúc giục. Mặc dù con gái đã có con nhưng Chu Cầm vẫn rất tự tin vào nhan sắc của cô. Nếu con gái có thể dựa vào Chu Sơn thì chẳng khác gì mộ tổ tiên không hương không khói. Sau này còn ai dám không nể mặt bà ta. Nửa đời sau cơm áo no đủ, không còn lo nghĩ nữa. Mẹ, vô tâm còn ở đây, mẹ bớt nói vài câu đi. Lạc tuyết liếc nhìn bà ta, bất lực nói. Cậu chủ dương là sương hô rất quen thuộc lạc tuyết không khỏi nhớ đến cảnh tượng trước đây cô và sở bắc vội đến bệnh viện nhưng bị chặn lại hình như cũng là vì cậu chủ dương này dường như sở bắc còn đánh người của hắn ta nghĩ đến đây lạc tuyết vừa yên tâm được một chút lại cảm thấy lo lắng mọi người cũng chỉ có sở bắc là không tỏ vẻ gì chỉ ôm con gái làm lơ mọi thứ thế giới bên ngoài ông lạc nói quá rồi tôi ngồi yên một chỗ không được cứ để tiểu lý dẫn tôi ra ngoài đi loanh quanh khá đột ngột nên mong ông cụ đừng để ý. Dương Xuyên khẽ cười nói. mươi 138 nhà họ la là chuyện gì? Ông nội, cháu chỉ vô tình nhắc đến chuyện nhà họ lạc gặp phải dạo gần đây với cậu chủ Dương. Thế là cậu chủ Dương chủ động nói đến nhà họ lạc xem sao, không chừng có thể giúp được. Tấm lòng này không phải người nào đó chỉ biết gây họa có thể làm được. Lý Nham nghiến răng nói nửa câu sau. Còn về việc người nào đó là ai thì không cần nói cũng biết thật sao? Vừa lúc Lạc Mai bưng trà lên nói, nghe nói thế ả à ta như thể phát hiện ra châu lục mới vậy. Hóa ra chuyện của nhà họ Lạc là nhờ cậu chủ Dương giúp à, tôi đã nói rồi mà, ngoài cậu chủ Dương còn ai có khả năng này được. Lạc Mai cung kính bưng trà lên, còn không quên nịnh bợ. Lạc Vinh Quang sừng sốt, đến lúc ông ta phản ứng lại thì thái độ càng nhiệt tình. Thì ra là thế, tôi còn tưởng. Ơn nghĩa này nặng quá không thể báo đáp nổi, nhà họ lạc sẽ nhớ mãi ơn nghĩa này nếu cậu chủ dương có việc gì cần cậu cứ dặn dò nhà họ lạc tuyệt đối không từ chối lạc vinh quang cực kỳ nghiêm túc nghe lý nham nói thế họ đều nghĩ những chuyện kỳ lạ xảy ra ngày hôm nay của nhà họ lạc đều do dương xuyên làm dù sao ngoài dương xuyên thì còn ai có tư cách khiến la vạn sơn đích thân đến xin lỗi chứ thế nên mọi chuyện chắc chắn là công lao của dương xuyên còn sở bắc vẫn là tên mù vô dụng kia nếu lần này không nhờ cậu chủ dương giúp đỡ thì dù hắn ta không chết cũng sẽ bị lột ra. Đừng thấy hắn ta nói lời dễ nghe mà lầm, thật ra chỉ là dựa hơi dương xuyên mà thôi. Có nhà họ dương giúp đỡ, nhà họ lạc phất lên chỉ là vấn đề thời gian. Trong khi hai ông cháu còn đang nghĩ đến giấc mộng đẹp thì Lý Nham lại sững sờ. Nhà họ la là chuyện gì? Lúc nãy cậu chủ dương vừa đến đã giúp nhà họ lạc rồi sao? Chương 139 đây là nỗi nhục nhã của Lạc Mai. Chu Cầm cũng gật đầu đồng ý, không quên nói mỉa Sở Bắc. Lạc Tuyết khẽ lắc đầu, không tỏ vẻ ngạc nhiên vui mừng hay thất vọng. Nhìn nãy giờ sắc mặt Sở Bắc vẫn không đổi, ánh mắt cô không khỏi hơi phức tạp. Còn Sở Bắc vẫn im lặng xoa đầu con gái, hoàn toàn không có ý định giải thích. Ở giữa đại sảnh, Dương Xuyên uống một hớp trà, ánh mắt vô tình nhìn đến Sở Bắc vị này là sở bắc có danh tiếng lừng lẫy ở Tân Hải đây nhỉ. Hôm nay được gặp, quả nhiên là đặc biệt. Dương Xuyên đứng lên nhìn sở bắc, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú. Danh tiếng lừng lẫy. Bốn chữ này cũng rất thú vị. Cậu chủ Dương, anh cũng từng bốc anh ta quá rồi, chỉ là một tên mù mà thôi, có giỏi gì chứ. Lạc Mai bĩu môi, khinh bỉ hừ một tiếng. Đúng thế, cậu chủ Dương, cậu ta là nỗi ô nhục của nhà họ Lạc, phải để cậu cười chê rồi lạc quang vinh nói hùa theo cũng không có thiện cảm gì với sở bắc tên mù thú vị đấy dương xuyên nhìn lạc mai sắc mặt tỏ ra nghiền ngẫm nhưng tôi nhớ năm năm trước hình như anh ta là chồng chưa cưới của cô nhỉ hình như mắt anh ta cũng là cho cô vừa nghe thế sắc mặt lạc mai lập tức thay đổi cậu chủ dương đây chỉ là hiểu lầm một tên vô dụng như anh ta sao có thể xứng với tôi đây là nỗi nhục nhã của lạc mai Đến bây giờ vẫn không thể thoát khỏi nó. Đúng thế, cậu chủ Dương, bây giờ Tiểu Mai là bạn gái của tôi. Lý Nham cũng nhanh chóng đứng lên giải thích giúp Lạc Mai. Tiểu Mai lấy đi đôi mắt của hắn là vinh hạnh của hắn đấy. Chương 140 Sở Bắc có tài đức gì chứ? Nhưng tôi thấy hình như anh ta không phải là vô dụng, nếu vô dụng thì sao lại dám đánh người của tôi. Nói đến đây Dương Xuyên giang hai tay ra như có điều suy ngẫm. Rốt cuộc là các người nhìn lầm hay tôi sai? Chuyện này, nghe hắn ta nói thế mọi người đều ngạc nhiên, nhất là Lạc Mai và Lạc Vinh Quang đều ngây người. Sở Bắc thế mà lại còn đắc tội với cậu chủ Dương. Thằng danh này có lá gan lớn thế à? Nếu nói họ nhìn lầm thì chẳng phải thừa nhận Sở Bắc không phải là tên vô dụng sao? Nhưng nếu nói cậu Dương sai, họ không có lá gan đó. Rốt cuộc Dương Xuyên muốn nói gì? chỉ có Lạc Tuyết vẫn cảm thấy hơi lo lắng, cô sợ Dương Xuyên đang nhầm vào sở bắc. Nhưng chỉ vì một chút chuyện nhỏ đó thôi sao? Đến nỗi thế sao? Cậu chủ Dương, tên này thế mà còn đắc tội với anh à? Đúng là to gan bằng trời. Lạc Mai lấy cớ lập tức mở miệng mắng. Lạc Vinh Quang sầm mặt, dĩ nhiên là ông ta đứng về phía Dương Xuyên. Cậu chủ Dương, tên họ sở này không có chút quan hệ nào với nhà họ Lạc cả, cậu muốn dạy dỗ cậu ta thế nào cũng được đúng thế, tôi có thể làm hộ chút chuyện nhỏ này. Lý Nham bắt lấy cơ hội, tiến đến bước xung xoe nịnh nọt. Chỉ là một tên mù thôi, không đáng để anh tự tay đánh. Thấy thế ánh mắt Dương Xuyên hiện lên vẻ đắc ý nhưng không thể hiện ngoài mặt. Ngược lại cười lắc đầu nói, các vị nói đùa gì thế, chút chuyện nhỏ mà thôi, tôi không để trong lòng. Nói rồi hắn ta cười híp mắt nhìn sở bắc, lần này đến đây tôi chỉ muốn làm quen với anh sở, muốn làm bạn thôi audio điện tử võ tấn bền hết chương 140